xin chào các bạn. Hôm nay Tú Trinh sẽ chăm sóc cây thiên tế. Tú Trinh cũng trồng được nhiều năm rồi. Mỗi một năm vậy thì nó ra lá khoảng được một lần thôi, không có nhiều. Thì hôm nay Tú Trinh sẽ chăm sóc nó, nhổ nó ra. Và lá này nó cũng già rồi, mà nó phát triển vẫn tốt. Còn cái lớp lá này ở trước đó thì nó có con giống như con bọ, con gì nó bám vào. Hôm nay Tú Trinh sẽ chăm sóc nó, phần đất đó thì nó cứng hết rồi. Đất nó mình sợ khi mình tưới thì nó đã chai hết rồi. Đất nó khô. Trước khi Tú Trinh nhổ nó ra chăm sóc nó thì Tú Trinh sẽ cắt hết những cái phần lá này đi, giữ lại cái cũ nó thôi, và sau đó Tú Trinh sẽ thay vào chậu mới và thêm đất, thêm phân. Trước khi làm thì chăm sóc thì Tú Trinh sẽ xây một vòng để lại. Loại cây thiên tế này thì nó rất là đẹp. Mình trang trí nó trước sân nhà hay là trên sân thượng, ở hành lang, ban công thì nó rất là đẹp. Cây nó phát triển rất tốt, nó vẫn còn tốt. Nhưng mà cũ thì nó phát triển, Tú Trinh muốn cho nó phát triển tốt hơn, Tú Trinh phải thay đất, thêm phân. Sẽ cắt những cái lá này đi. Những cái lá này á, thì mấy người ta cắm hoa đó, người ta hay thay giềng xung quanh nó làm đóa hoa rất là đẹp. Những này nó đã khô, tình tỉa cho nó sạch lại. Trinh sẽ cào đất nó ra. Đất này là dạng đất cồn ở dưới sân vườn nhà lấy lên trồng, trước đó nó có cát đất. Hôm nay nó khô rễ hết, tưới nước mà nó không có thấm, nó không có thấm nước nữa. Nó rễ.
dưới đất chậu. Nó có cái rễ mọc dưới đất, mọc đâm xuống cái đất chậu. Đất nó cũng khô hết rồi. Kiến không những cái lá này tôi chinh đã cắt xong tôi chinh lá nó rất là đẹp, nó giống như cái xương cá, những cái tia lá nó. Sau khi mà tôi chinh thấy mỗi khi kinh nghiệm thay đất nó mọ của chậu đó, thì những cây mà cái chậu nó đất nó không còn hút nước nữa rồi, tôi chinh phải trong chậu đất nó khô hết, và những cái phần rễ của nó ở dưới này là nó còn chỉ là rễ rất là nhiều, nó bao quanh cái chậu, bao xung quanh cái chậu, phần rễ con nó rất là nhiều. Cái rễ này là cái rễ cái của nó, rồi xung quanh nó có những cái rễ con nó phát triển rất là nhiều. Nó chạy dòng theo cái chậu, bám dòng theo cái xung quanh cái chậu ngoài. Đất nó thì khô hết. Cây hiên tế là tôi chinh, nó có những cây con nó đang phát triển ra. Sau khi tôi chinh để lấy đất nó ra xong, tôi chinh tách rời đó, củ này ra, hai củ này ra, và củ này đem ra trồng. Hiện tại thì trời đang gió, tôi chinh phải bỏ vào cái thau để lấy đất nó ra. Cây thiên tế tôi chinh đã lấy đất ra xong mà rễ nó rất là nhiều. Rễ nó rất là nhiều, mình phải lấy đất ra hết. Rồi sau đó cắt tỉa rễ nó. Những cái loại cây mà trồng trong chậu đó, thường xuyên một thời gian mình phải lấy ra. Lấy đất nó ra, rễ nó mọc rất là nhiều. Cái video trước tôi chinh thay đất cây hoa trang cũng vậy, rễ con nó rất là nhiều, nó bám xung quanh cái chậu. Cái rễ này tôi chinh chừa lại, những cái phần rễ già tôi chinh cắt bỏ bớt hết luôn. Những cái phần rễ tôi chinh đã cắt tỉa xong. Rễ con rất là nhiều, rất là nhiều. Mình phải thay đất nó, cắt tỉa rễ nó để cho cây nó phát triển và đâm ra lá non mới. Tôi
trình rửa nó. Vì chồng nó cũng được lâu năm rồi, nhưng mà rong nó đóng xanh hết. Rong nó đóng xanh hết chả. Chinh trà rong nó xanh dày, trà cho nó thật rong. Thú chinh đã rửa xong, cắt tỉa rễ xong sạch rồi, sau đó thú chinh sẽ trồng vào chậu. Cái củ này tôi chinh sẽ bẻ nó ra. Sẽ ghim xuống chồng. Tôi chinh đã bẻ ra được 3 củ nhỏ, 3 củ. Và sau đó tôi chinh sẽ trồng một chậu này. Ở đây còn có 2 củ con mà tôi chinh để lại giữ lại. Đây có một củ. Chinh đã trồng xong cây thiên tế, tưới nước cho nó thấm đều. Nước đã rút dần dần xuống cho nó thấm vào trong đất. Và sau đó tôi Chinh sẽ cho một chút ít phân. Cái phân này là tôi Chinh thường xuống sử dụng cho phân bón trên cây trồng trên sân thượng của nhà tôi Chinh. À, tôi Chinh mua một bọc một khoảng 1 kg. Phân này thì vườn hoa kiển người ta gọi là phân tiêu, vì nó giống như hạt tiêu, nhưng mà loại phân này xài rất là tốt. Mình cho nhẹ vào khoảng một chút xíu
phân. Vào đây, vào trong đất. Và sau đó cứ chinh trộn đều. Và rải lên lớp mặt trên của chậu. Lúc nãy thì tôi chinh không có trộn phân. Lúc mình tưới nước thì cho nó thấm đều. Sau đó tưới nhẹ lên cho nó thấm. Cây thiên tế của tôi chinh sau hơn 3 tầng hai đất thêm phân. Hôm nay cái cây nó đã những cái lá non ở đâm chồi non ra rất là đẹp và xanh tươi. Sau 3 tầng thay đất, cắt tỉa rễ và thêm phân, cây nó lên lá rất là đẹp. Ở dưới này có củ con, nó cũng đang lên rất là tốt. Củ con này nó cũng đang phát triển. Và cách một tuần lễ thì tôi chinh tưới nước thấm đều cho cây, đất nó ẩm và lá nó ra rất là đẹp. Có ra lá được 8 lá, được 8 lá. Sau 3 tuần lễ thay đất thêm phân, cây thiên tế của tôi chinh nó phát triển rất là tốt. Hôm nào nó ra lá xanh tôi chinh sẽ quay phim lại. Đúng 1 tháng rồi sau khi thay đất, tỉa rễ và trồng vào đất, cây nó phát triển rất tốt. Và mỗi khi cách khoảng 1 tuần hoặc là thời gian mình thấy đất nó không có tươi xốp thì mình cứ xới nó lên cho nó tươi xốp, cây nó phát triển nó mới tốt. Và thỉnh thoảng thì tưới nước, cách khoảng mình tùy theo mình coi cái độ đất nó ẩm ướt mình tưới. Đất đó thì cũng còn ẩm ướt nhưng mà hôm nay tôi chinh cũng tưới thêm. Sau khi cắt những cái cành lá già bỏ, trồng thời gian cũng khá lâu mà không có chăm sóc nó thì lá nó vẫn như cũ. Mình muốn cho nó phát triển tốt thì mình thay đất, cắt tỉa rễ, cắt những cái cành già. Thì hôm nay đúng 1 tháng cây nó phát triển rất là tốt. Những cái cành già này mình cắt đi sau khoảng một thời gian thì 1 tuần 2 tuần bắt đầu cái như mà chồi non là nó đâm ra cái khoảng tuần thứ ba bắt đầu nó dài ra. Hôm nay là khoảng 4 tuần cây nó phát triển rất là đẹp.
chào mọi người, chào tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ và một ngày mới tươi đẹp. Hôm nay Tú Trinh đã chăm sóc được cây thiên tế. Khoảng cây này Tú Trinh nhổ ra, cắt tỉa rễ và thay đất thêm phân. Hôm nay cũng được 5 tuần rồi, cây nó phát triển rất là tốt. Sau khi chăm sóc, Tú Trinh rất vui. Cây thiên tế đó phát triển tốt. Tú Trinh quay phim lại để chia sẻ cho các bạn xem. Thì Tú Trinh hay xem là cái đất nó ẩm hay khô, thì cách khoảng từ 3-4 ngày tưới một xương một lần. Trong suốt 5 tuần lễ chăm sóc, chào tất cả mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại video kế tiếp.